Chứ đừng có mua rất là nhiều, cứ thấy người ta khen cái này hay cái nọ hay mọi người cũng sẽ mua hết về để thử. Và hãy luôn luôn lắng nghe xem làn da mọi người cần gì để chọn sản phẩm cho nó phù hợp nhá. Và những bạn nào mới bắt đầu, tại vì mandelic acid thì nó là phân tử lớn, khi mà đi ở trên da mọi người nó sẽ không khiến da mọi người bị tổn thương. Chào mọi người, chào đến với kênh Wish Fan TV Việt Nam và ngày hôm nay chúng ta có một video mới. Ngày hôm nay thì bọn mình sẽ cùng nhau dưỡng da và Linh sẽ hướng dẫn mọi người một cái bước skincare, một cách skincare chuẩn Hàn. Có vẻ nói đến đây mọi người sẽ nghĩ rằng skincare chuẩn Hàn thì sẽ là skincare 10 bước hay là skincare đến tận 12, 13 bước đúng không? Để giúp cho mình có một làn da căng bóng. Nhưng mà đấy là ngày xưa thôi. Còn bây giờ thì skincare chuẩn Hàn sẽ là skincare tối giản hóa các bước. Và ở trong cái trend này thì nó là một cái beauty trend rất là mới, tên là Skinimalism. Và nếu mà mọi người chưa biết Skinimalism là gì thì đừng quên là xem đến cuối video cùng với Lin, để chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm những cái bước skincare thật là đơn giản và tối giản nhé. Đầu tiên thì Skinimalism là cách dưỡng da cho mọi người, làm sao để mình có thể tối giản hóa nhất và đơn giản nhất những cái sản phẩm dưỡng da. Nhưng mà chúng ta sẽ vẫn đạt được những hiệu quả sau đây. Thứ nhất đấy là việc hiệu quả tối ưu trong việc dưỡng da. Thứ hai đấy là tiết kiệm thời gian. Và thứ ba là đương nhiên số lượng bước sẽ đơn giản và nhanh chóng. Mà cũng biết rằng là trong giới beauty hiện nay thì có càng ngày càng ra nhiều sản phẩm, và cái beauty trend nó cũng gần giống như kiểu là fast fashion ấy mọi người. Ngày này ngày nọ ngày kia lại ra rất là nhiều mẫu và rất nhiều sản phẩm mới, cũng như là người ta lại cải tiến thêm rất là nhiều các cái bước mới luôn trong quá trình mà mình dưỡng da. Tuy vậy thì làn da chúng ta cũng chỉ có một cái mặt thôi, nên là mọi người cũng không thể nào mà ngày nào mình cũng dành nhiều thời gian như thế để dưỡng da được đúng không? Và chưa kể là nếu mọi người dùng nhiều bước quá thì da có thể là bị bí này, hay là da mình có thể bị khó chịu nếu như không đúng loại da. Ví dụ như mọi người là da dầu đi, mà mọi người lại dùng đến tận 10 bước, trong đấy đã có tận 5 bước dưỡng ẩm rồi thì chắc chắn là sẽ bị thừa ẩm này. Còn với cả da khô chẳng hạn, mọi người lại kiểu sử dụng nhiều bước liên quan đến những cái sản phẩm mà làm khô da như tẩy da chết, hay là lại scrub nữa, xong lại còn thêm cả làm xông hơi nữa chẳng hạn, thì da mình nó rất dễ là bị tổn thương ở trên da. Nhưng mà ngày hôm nay khi mọi người sử dụng Skinimalism ấy thì sẽ giúp cho da của mọi người có được những bước dưỡng da rất là đơn giản, và cái cách này nó sẽ rất là hiệu quả. Thứ nhất đấy là với Skinimalism chúng ta sẽ tập trung vào sự tối giản, tức là chỉ gồm có 3 bước chính là làm sạch, dưỡng ẩm với cả chống nắng. Ba bước này thì mình cũng sẽ không sử dụng quá nhiều các cái sản phẩm trong từng bước, mà chỉ dùng những sản phẩm đơn giản nhất thôi. Tiếp theo đấy là một sản phẩm có thể đem lại nhiều hiệu quả. Ví dụ như là một cái sản phẩm vừa thì giúp mọi người làm dưỡng sáng, dưỡng trắng trên da, mà vừa thì giúp mọi người làm thu nhỏ lỗ chân lông thì cũng rất là tốt đúng không? Thứ ba đấy là hãy chọn sản phẩm thật là thấu đáo khi mình mua. Ví dụ khi mọi người mua ấy, mọi người mua những sản phẩm mà nó không tốt, không đủ chất lượng ấy, thì mọi người sẽ thay nó rất là nhiều. Nhưng mà khi mà mọi người mua sản phẩm kiểu chất lượng giống như là những sản phẩm Wish Trend rồi thì mọi người sẽ không cần phải thay nhiều nữa. Và bên cạnh đấy là nếu mà sản phẩm giả sử đi mọi người dùng không hợp chẳng hạn, nếu mọi người dùng kem mà không hợp ấy, nó sẽ tối giản hóa bằng việc là sử dụng cái kem đấy dành cho body thì nó rất là ok luôn. Và bước cuối cùng đấy là hãy luôn nhớ rằng là chất lượng thì sẽ tốt hơn số lượng. Mọi người hãy luôn chọn những sản phẩm thật là có giá trị sử dụng trên da, chứ đừng có mua rất là nhiều, cứ thấy người ta khen cái này hay cái nọ hay mọi người cũng sẽ mua hết về để thử. Và hãy luôn luôn lắng nghe xem làn da mọi người cần gì để chọn sản phẩm cho nó phù hợp nhé. Vừa rồi là một số chú ý và định nghĩa khi mà nói về Skinimalism, và khi mà chúng ta đi sâu hơn vào một số cái lưu ý thì Linh sẽ muốn nhắc nhở mọi người là nên chọn những sản phẩm mà có độ pH 5.5 này, độ pH phù hợp với làn da này. Tiếp theo đấy là sản phẩm sẽ không có những chất xấu này, không có những cái chất mà kiểu gây hại cho da. Thứ ba đấy là sản phẩm này sẽ luôn luôn ở sự cấp ẩm ở trên da. Giả sử như là cái sữa rửa mặt của mọi người sẽ không bị là khô quá, hay là kem chống nắng nó sẽ không bị khô quá trên da thì rất là tốt. Mình luôn luôn phải giữ được cái độ ẩm cân bằng ở trên da mọi người nhé. Và cái cuối cùng mà Linh muốn nhắc nhở mọi người ấy, đấy chính là sản phẩm nếu mà nó không thử nghiệm trên động vật thì nó cũng sẽ là một cái ưu điểm rất là tốt khi mà mình mua để phù hợp với cái phong cách này. Em đầu tiên mà chúng ta có ở đây khi mà nói về Skinimalism trong bước làm sạch thì Linh sẽ có sản phẩm này, là sản phẩm Green Tea Enzyme Power Wash. Cái em này thì nó rất là hiệu quả bởi vì sản phẩm này nó là 2 trong 1, vừa kết hợp cho mọi người là tẩy da chết ở trên da mà lại vừa kết hợp cho mọi người là làm sạch ở trên da. Em này thì có dạng bột nên khi mọi người xoa ra tay ý, mọi người có thể là điều chỉnh nó để làm sao mà chúng ta có thể có được một cái lớp vừa phải, để mọi người muốn là mình tẩy da chết nhiều hơn thì mình sẽ để lại nhiều bột hơn. Còn nếu mọi người muốn là làm sạch theo kiểu là sữa rửa mặt nhiều hơn thì mọi người sẽ xoa hoàn toàn cái bột ra thì nó đều rất là tốt ở trên da mọi người luôn. Em này có trà xanh này và cái độ pH của nó rất là vừa phải nên là an toàn cho hàng rào da của mọi người. Một ngày mọi người có thể sử dụng từ 1 đến 2 lần luôn, cả sáng cả tối đều rất là được. Và em này cũng sẽ rất là phù hợp với cả da dầu nhá. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có em tẩy da chết, và bạn này là Mandelic Acid 5% Skin Prep Water. Bạn này thì nó sẽ rất là phù hợp dành cho những làn da nhạy cảm và những bạn nào mới bắt đầu, tại vì mandelic acid thì nó là phân tử lớn, khi mà đi ở trên da mọi người nó sẽ không khiến da mọi người bị tổn thương. Em này cũng rất là nhẹ dịu và texture nó thấm nhanh, thẩm thấu nhanh, không gây bết, không gây dính và không gây khó chịu trên da.
Linh đã từng sử dụng bạn này từ năm 2019 và đến nay vẫn là một sản phẩm mà Linh rất là yêu thích, luôn luôn nhắc đi nhắc lại nhiều lần cho mọi người. Trong này không chỉ có thành phần tẩy da chết mà nó còn có cả beta glucan này, có cả glycerin để giúp cho da mọi người được cấp ẩm ở trên da nữa. Và khi mọi người sử dụng em này thì đảm bảo là da mọi người nó sẽ được làm sạch rất là tốt. Một tuần tẩy da chết thì mọi người nên dùng từ 2 đến 3 lần một tuần nha. Da nhạy cảm quá thì dùng tối đa là 2 lần một tuần là được rồi. Bạn tiếp theo mà chúng ta đã nhắc đến rất là nhiều đấy chính là sản phẩm này của Claire's Midnight Bucoming Cream. Và bạn này cũng là một cái kem dưỡng cơ bản cho mọi người. Em này có khả năng là phục hồi trên da rất là tốt. Em này thì có rau má này, hoa cúc này để giúp mọi người phục hồi trên da. Bên cạnh đấy còn có thêm cả các loại peptides nữa. Vì vậy mà có khả năng nuôi dưỡng vào buổi đêm rất là tốt. Bạn này thì mọi người nếu mà những ai mà đi nắng nhiều ấy thì có thể hoàn toàn sử dụng em này để bôi vào các cái vết ở trên da của mình luôn, để khiến cho da mình đỡ bị bỏng và đỡ bị khó chịu khi mà chúng ta ra nắng. Em này thì nói chung là một sản phẩm nó quá tuyệt vời rồi. Nên là chị em nào mà đang muốn một texture mỏng nhẹ này, vẫn có thể làm thoáng da mà vẫn có thể cấp ẩm sâu phục hồi ấy, thì đừng quên là sử dụng em này nhá. Đấy là một cái loại kem mà chúng ta đi sâu về gọi là phục hồi dưỡng ẩm. Nhưng mà nếu mà mọi người đi vào kiểu multi effect, tức là làm cho da mình chống lão hóa này, vừa cho da mình có được cái lỗ chân lông thật là đẹp, da mình được dậy lại một cách hoàn hảo để có thể là chống chọi lại những tác động từ môi trường, thì Linh sẽ xin phép giới thiệu mọi người em này. Đấy chính là một em mà Linh đã rất yêu thích năm 2022. Đấy chính là Vitamin Amazing Bakuchioi Night Cream. Sản phẩm này thì nó sẽ là sản phẩm có bakuchioi. Đây là một loại retinol từ tự nhiên, không hề gây bong chóc và khô hay là khó chịu ở trên da. Bên cạnh đấy thì thành phần bạn này còn có thêm cả retinan. Thành phần này là thành phần chuyển hóa trực tiếp thành retinoic acid. Thế nên khi mà sử dụng ở trên da, mọi người sẽ thấy rằng da mình nó được căng và được mượt ngay lập tức, bởi vì nó sẽ chuyển hóa trực tiếp chứ không cần phải chờ giống như kiểu là từ retinol chuyển sang retinan rồi chuyển sang retinoic. Thế nên khi mọi người sử dụng em này thì sẽ có những cái hiệu quả ngay lập tức luôn. Em này cũng phù hợp với những bạn mới bắt đầu nữa, tại vì nồng độ rất là vừa phải, nồng độ là 0,03% retinan và 1% là bakuchioi, nên là không hề gây kích ứng hay là không hề gây khó chịu trên da mọi người đâu nhá. Với cả một cái sản phẩm như thế này thì Linh đánh giá nó rất là cao, trong việc là mọi người sẽ có một cái sản phẩm để cải thiện texture ở trên da, da mình sẽ căng bóng và mịn màng hơn rất là nhiều. Em này thì nó sẽ không đi sâu vào trị mụn mọi người nhá, mà sẽ đi sâu hơn vào là chống lão hóa với cả là thay đổi texture và kết cấu da. Cuối cùng đương nhiên sau khi đã sử dụng cả retinol rồi, chúng ta đã có thêm cả tẩy da chết rồi, thì mình sẽ phải có đến kem chống nắng. Kem chống nắng thì sẽ là bước cuối cùng vào ban ngày của mọi người, để khiến cho làn da của chúng ta luôn luôn sáng, mịn và đẹp, không gây khô hay là không gây khó chịu ở trên da. Em này thì đến từ nhà Dierclass OD Every Sunscreen SPF 50+ và PA 4+. Em này đã được kiểm nghiệm tại 3 phòng lab khác nhau về độ uy tín, trong việc là có test với độ SPF. Mọi người biết là vài năm trước thì kem chống nắng Hàn cũng có khá là nhiều những cái phốt liên quan đến việc là kem chống nắng bị đưa ra để kiểm nghiệm. Và sau đấy thì Claire's cũng là những cái nhãn hàng đầu tiên đã có những kiểm nghiệm rất là tốt ở trên làn da của mọi người, để biết rằng là sản phẩm này nó phù hợp với cả da mình khi mà đi ra nắng mọi người nhé. Bạn này thì không hề gây khô da này. Texture của nó là water based gel, thế nên là khi mà mình bôi lên thì nó sẽ ẩm mọng như nước luôn và nó sẽ thấm ngay vào da, không gây vết dính. Em này cũng phù hợp với cả da khô và nó sẽ không bị để lại vết trắng mọi người nhá, cũng như là không bị ghét hay là bị vón ở trên da đâu. Texture rất là ưng luôn. Sử dụng làm một kem chống nắng hàng ngày thì rất là tuyệt vời. Vừa rồi thì Linh đã hướng dẫn cho mọi người một cái routine về skinimalism, một cái routine để giúp cho mọi người có thể là tối giản hóa các bước dưỡng da. Khi mà mọi người sử dụng sản phẩm này thì Linh chúc mọi người sẽ luôn luôn có một làn da đẹp này, khỏe này, mà không mất nhiều thời gian. Với những cái sản phẩm ở đây thì mọi người sẽ chỉ mất khoảng tầm đâu đấy là từ 10 đến 12 phút mỗi ngày là mọi người đã có thể là dưỡng da được từ đầu đến cuối rồi, mà không hề gây khó chịu hay là vết dính trên làn da của mình, rất là mỏng nhẹ nha. Ok, và đến đây thì chúng ta đã hết video rồi. Mọi người đừng quên là ấn subscribe channel WishTrend TV Việt Nam và tiếp tục theo dõi Linh trong những video lần sau. Chúc mọi người một ngày vui vẻ và hãy ấn thumbs up. Comment cho Linh biết về những trend dưỡng da mọi người muốn Linh làm trong thời gian sắp tới nha. Chúc mọi người một ngày vui vẻ. Bye bye.